cựu đại sứ Australia, Việt Nam từng thắng chiến tranh, giờ lại thắng cả hòa bình. Báo giờ Australian Financial Review ngày hôm nay 19 tháng 6 vừa đăng tải bài viết của cựu đại sứ Australia tại Việt Nam, ông John McCarthy, trong đó phân tích về sự trỗi dậy đáng chú ý của Việt Nam và những điều Canberra cần lưu tâm về thành công ấy. Mở đầu bài viết, ông McCarthy viết, vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, một số đại diện đến từ các quốc gia không theo chủ nghĩa xã hội thường thắc mắc liệu, sau khi thắng được chiến tranh, Việt Nam có thể thắng cả hòa bình, hay không? Ngày 21 tháng 5 vừa qua, tạp chí quốc tế Politico đã kết luận Việt Nam là quốc gia xử lý đại dịch COVID-19 tốt nhất thế giới, dựa trên hai khía cạnh y tế cộng đồng và kinh tế. Vị cựu đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định những số liệu về đại dịch Covid-19 của Việt Nam là đáng tin cậy, bởi nhờ kinh nghiệm ứng phó với đại dịch SARS trước đó, Việt Nam đã có những chính sách phù hợp và tốc độ phản ứng nhanh chóng. Về lĩnh vực kinh tế, ông McCarthy cho rằng dù không tránh khỏi những thiệt hại do đại dịch Covid-19, nền kinh tế của Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt được mức tăng trưởng 2,7% theo dự báo của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, một kết quả lạc quan hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia khác trên thế giới sự trỗi dậy của Việt Nam rất đáng chú ý. Sau những năm tháng chiến tranh, vào đầu thập niên 90, nền kinh tế của Việt Nam đã bị các quốc gia Đông Nam Á khác vượt trước một đoạn đường khá dài, theo ông McCarthy. Thế nhưng, sau đó nền kinh tế của Việt Nam đã bứt tốc và tăng trưởng nhanh hơn so với những nước láng giềng. Việt Nam cũng đã gia nhập ASEAN, thiết lập quan hệ với phương Tây, đặc biệt là với Mỹ. Phản ứng của Việt Nam trước đại dịch COVID-19 đã chứng minh năng lực của quốc gia này. Việt Nam rõ ràng đã chiến thắng hòa bình. Vị cựu đại sứ này cũng đã khen ngợi cách Việt Nam khéo léo xử lý các vấn đề ngoại giao đầy khéo léo, đặc biệt là trong các vấn đề liên quan tới Trung Quốc và có lẽ Australia rất hiếm khi phải đối mặt với những tình huống tương tự. Hệ thống chính sách đối ngoại của Australia đã nhận thức được về tầm quan trọng của Việt Nam, nhưng điều đó chưa đủ, ông McCarthy bình luận. Năm ngoái, thủ tướng Scott Morrison đã thực hiện chuyến công du tới Hà Nội, và đó cũng là chuyến thăm chính thức của một thủ tướng Australia tại Việt Nam, kể từ năm 1992 tới nay đã đến lúc chúng ta cần đưa việt nam lên ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ của chúng ta với các quốc gia châu á điều này sẽ giúp chúng ta đẩy mạnh những lợi ích của chính mình và tất nhiên là chúng ta cũng có thể học hỏi được điều gì đó trong quá trình này ông mccarthy kết luận ông john mccarthy từng là đại sứ của australia tại các nước việt nam mexico thái lan mỹ indonesia và nhật bản ông mccarthy cũng từng là một đại diện cấp cao của australia tại ấn độ